Mình đã bắt xong 5 ký ốc núi Tây Ninh rồi nè. Chào mừng các bạn đến với kênh ốc Tây Ninh của mình nha. Hôm nay mình bắt 5 ký ốc núi Tây Ninh ra cho khách nha. Giờ là giấc trưa nha. Đây. Trưa mấy em nữa. Thục đầu vô ngủ hết rồi. Thì cũng còn một số em, một số em bò cạp thức ăn nè. Đây. Đây. Cũng có một số em vẫn còn đang ăn, không nhất thiết phải bằng đi mới ăn nha. Đây. Đó. Cứ bỏ thức ăn vô, nó rảnh, nó muốn ăn lúc nào nó ăn thôi. Việc này nó để dẫn cạp thức ăn nè nha. Đây. Mình đã chuẩn bị sẵn cái bào nè. Bắt luôn nè. Lấy nét không được ta. Thì bỏ đỡ đây đi. Kì vậy. À rồi đó. Đây mấy em đang ăn hàng. Bắt luôn. Ba ngày là nó ngủ bớt rồi nha. Ba ngày là nó ít ăn lắm á, chứ ban đêm là nó bò lên đầy luôn. Ba ngày giờ là nó lùi xuống mấy cái lá này hết rồi. Để mình cào cào mấy cái lá ra cho các bạn xem. Đây này. Đó. Dùi với mấy cái lá này. Đây. Đó. Đây mình bỏ ba cái bí đỏ cho nó ăn nè.
ngồi kỹ cho các bạn coi đó. Nó đang ăn nè. Đang ăn nè. Đang ăn miếng gì đây? À, miếng củ sắn nè. Tối qua mình bỏ miếng củ sắn vô nè, tới giờ vẫn còn. Đây. Miếng này miếng trái su á, trái su su. Đây, cặp te tu trái su su nè. Đây, bắt luôn. Một tay quay, một tay bắt hơi khó. Thôi mình tạm dừng ở đây nha. Mình quay, mình bắt xong rồi mình quay lại cho các bạn xem. Nói chung là cũng còn nhiều lắm. Trong chuồng mình cả đống. Làm gì cái lớp lá này nhiều lắm. Rồi, để mình quay, mình bắt xong mình quay lại cho các bạn xem. Mình đã bắt xong 5 ký ốc núi Tây Ninh rồi nè. Dao gần này mình cho vô trong cái bao này cho nó tiện. Rưới rưới cho nó miếng nước cho nó đỡ nóng nữa. Đây. Đây chờ long quà. Đó, chờ long quà. Rồi các bạn có nhu cầu nuôi ốc núi hay là ăn ốc núi Tây Ninh thì liên hệ với mình nha. Đây, chào tạm biệt các bạn tại đây. Đó, 5 ký.